Yeah, I'll have noob. Yeah, be like, oh, mask. You're pushing that cow. I'll cycle, please. Right now, nobody on my friend list. Sorry. Ah, we, I got Dede. He playing hot cycle with Snowbone. And, Tornado! Tornado! Spike, look at offline, bro. You know? ZTV or Bender Riddell. I got Bender Riddell on my friend list, but let me apply. And ZTV, no. Cái này rất là hay này. Nhưng mà có một cái điều là Executioner phải đặt về cùng hướng này. Cái này cùng hướng này. Executioner mình đặt sai là thua. Tornado. Thông thường cái kèo của mình sẽ đánh rất là dễ bởi vì là mình có Goblin Barrel thì nó có hai mục tiêu nó có thể cắn được. Chứ còn kèo này nó chỉ có một mình hót thôi, hót nảy lên thì nó không có nhiều, không có đam. Ô một cái hót, Funky, tuyệt vời. Dạ vừa đâu. Ok rồi. Funky để hót lên. Một hit của hót. Executioner. Rồi, cái này lâu rồi, tuyệt vời. Đánh rất chuẩn bài, không có đam, không có đam từ cái con Balloon. Khi họ không đẩy Kitchener, họ đẩy Kitchener thì rất là khó để cho đấy. Rồi, đặt cái Kitchener thấp, chuẩn luôn. Bởi vì deck của mình nó khá là xung xem với deck của một cái Tornado rồi. Rocket coming? No. No way. One hit. Executioner lên rồi, rồi phá được con kệ con vợ kệ con miner được rồi. Giờ miner không cần bắt con tơ đếp cũng được. Yeah. Này. Đấy gọi Executioner, đấy mới gọi là Happy Do. Ok, ai anh em nào chơi Hawk Nano thì hãy xem trận này. Và theo cuối cùng anh ta, ông Bad Legend này ông ta chơi một cái quả là Rockets. Vì vậy là ông nó sẽ còn kinh khủng hơn.
how to play, how to win, how to defend when you use Hognando. Hello, Proglaster. Nên một kèo rất là cân cơ bản ở trong cái thời điểm hiện tại, bởi vì là Mabota là Kickbo là rất nhiều đi nơi. Baki có một vài đam. Thanh niên này rất là quyết định. Đấy kinh lắm. You are very good bro. Thank you. Happy line champion. Oh, I got our first this line. My rocket. Thả con thả rocket là tuyệt vời, bởi vì là nếu mà thả Executioner sẽ bị một góp ở đây, nếu thả đây nhá, bị một góp là sẽ bị rất dễ chết. Oh, I lock. Nine tornado, my lord. What? Why I'm last? Really? Super fast cycle rocket, cycle hawk, and rocket coming. Tại còn là chơi rất là khó chịu. Ok. And the last guy was pleasant. He was using rocket. Ôi sao thả cái Banky tuyệt vời nhở? Mình chưa bao giờ mình thả Banky và thả Goku được toàn Goku chạy trước. Ông này thả con Rocket coming. Nice. Đấy, đây ông nào đánh Hognando, đây là một kèo cơ bản và đang có rất nhiều kinh nghiệm này. Oh, fireball, not rockets. Rocket cycle coming. No, I think drag him. Lock. Oh, không đủ rồi. 6 không đủ, còn một vài hit của Hawk thì mới có thể ăn được con Psycho này. Ok, ra game. One hit, one hit, and Psycho Rocket. Psycho Rocket, come on. Psycho Rocket. And the
là Socket Kami. Hay chưa? Quá hay.